À, phụ kiện điện thoại ngon bổ rẻ, xin chào tất cả các bạn nhé. Và hôm nay thì là mình thấy là có một số bạn mua hàng online của nhà mình mà khi nhận được hàng thì các bạn đã hay phản ánh là cái tình trạng là tai nghe AirPods Mini nhà mình là thời gian đầu tiên là nghe được hai tai, thời gian sau lại chỉ nghe được một tai. Thì mình xin giải thích cho các bạn là nói thật là người ta bảo là của rẻ là của ôi, nhưng của mình là của rẻ là của thơm, không phải của thối. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn này, em quay thật đấy đây. Khi các bạn hình dung là khi các bạn nghe đeo tai nghe này mà các bạn cắm vào trong này, nó sẽ auto, nó sẽ reset lại luôn. Và khi các bạn tháo tai nghe ra, tháo tai nghe ra như này, nó sẽ hiện hai cái đèn xanh, nó hiện hai cái đèn xanh các bạn nhá. Thì các bạn phải chờ là cho nó là chờ một cái đèn xanh biến mất, nó chỉ còn lại một đèn xanh. Và khi mà nó vẫn đang nháy hai cái đèn xanh như này thì điều đấy có nghĩa là các bạn kết nối là chỉ nghe được có một tai thôi. Bao giờ nó phải là mất một đèn đi này, bên này không sáng này, bên này tối này. Và rồi các bạn nghe, khi các bạn nghe này, đây các bạn cắm vào trong này. Các bạn cắm vào trong này nhá. Các bạn nhìn này, tút ra này, cái đèn này nó màu xanh này. Đây đúng không? Đèn này màu xanh này, hai đèn nó đều màu xanh hết này. Thì các bạn tút ra, các bạn phải ngồi chờ một tí cho nó mất một đèn đi. Các bạn chờ một tí như này. Đó các bạn thấy không? Nó mất một đèn đi. Thì như này nó mất một đèn đi rồi thì chúng ta mới là kết nối Bluetooth. Và các bạn làm như này rồi mà vẫn không được thì điều đấy có nghĩa là có thể là cái tai nghe của bạn đang bị hết pin. Các bạn cắm sạc pin vào cho mình. Cắm sạc pin vào cho mình là khi nào nó sạc pin nó báo hai bên trong của nó đều có đèn đỏ này. Khi các bạn tút ra này. Tút ra chắc chắn nó sẽ ra hai cái đèn xanh, có cái nhanh thì là tút ra phát rồi nó sẽ nhận luôn, còn với những thiết bị nó bị chậm một tí thì là các bạn phải chờ nó mất một đèn. Đây, hai cái này xong rồi sẽ một cái nó bị mất đèn. Có những lúc là chúng ta chỉ chờ tầm 3 giây đến 5 giây là nó kết nối, nhưng có lúc chúng ta phải chờ đến tầm 10 giây hoặc 15 giây. Và trong cái thời gian này thì các bạn là nếu mà các bạn vào kết nối luôn vào Bluetooth. Đây, nếu mà như này các bạn kết nối luôn này. Các bạn kết nối luôn thì nó sẽ không nghe được cho các bạn đâu. Các bạn phải chờ nó mất đèn. Nếu trường hợp mà đèn này chờ mà nó vẫn chưa lên, các bạn cho lại vào tay. Cho lại như này cho mình. Đó, cho lại lượt một sau thì nó sẽ mất luôn một cái đèn này luôn. Thì là các bạn sẽ là kết nối được. Và các bạn quay lên như là các bạn sử dụng tai nghe, các bạn sử dụng theo cách mình hướng dẫn như này thì đảm bảo các bạn sẽ luôn nghe được hai tai. Bởi vì là tất cả các hàng mà các bạn gửi bảo hành cho mình và mình nhận lại, mình đều test, đều nghe được hết. Mà thậm chí là có những khách là ra cửa hàng 46 Nguyễn Duy Thanh của mình hoặc ở Minh Khai nhà mình, nhưng mà các em nhân viên thực sự là các em cũng không dành về cái thiết bị này, nên là các em cũng không kết nối được cho các bạn hai tay. Còn thực chất là tất cả mình nhận hàng bảo hành của bạn là mình chưa bị lỗi một cái nào luôn. Chỉ có những cái là các bạn nghe nó bị dẹt, nếu cái nào bị dẹt tiếng thì nó lỗi thôi. Còn thường là tất cả tai nghe sẽ là kết nối được hết cho tất cả các máy. Và giá bán thì là 350 vẫn bảo hành 3 tháng anh em nhé. Anh em mua hàng ủng hộ hàng, xin chào anh em.